mười phương cõi nước không bờ mé phật dùng trí quang để chiếu sáng quét sạch tất cả tà ác kiến môn này thụ hoa vương ngộ được mười phương cõi nước không bờ mé cõi nước của mười phương chư phật chẳng có bờ mé không những mười phương cõi nước không có bờ mé mà một phương cõi nước cũng chẳng có bờ mé đừng nói chi đến một phương cõi nước chẳng có bờ mé mà một thân cõi nước cũng chẳng có bờ mé cõi nước mỗi thân người với mười phương cõi nước hỗ tương thông với nhau thần của mình tức là cõi nước của mình thần của họ tức là mười phương cõi nước nếu phân tích tỉ mỉ thì vô lượng vô biên cho nên nói mười phương cõi nước chẳng bờ mé Phật dùng trí quang đều chiếu sáng phàm phu chúng ta không biết có bao nhiêu biển cõi vì chúng ta chẳng có trí huệ quang nếu khai mở mắt trí huệ thì sát trần tâm niệm khả sổ chi tâm niệm nhiều như hạt bụi cõi nước đều đếm biết được phật là bậc đại giác viên mãn dùng trí hoại quang minh đồng thời chiếu sáng biển cõi mười phương do đó phật quang chiếu khắp quét sạch tất cả tà ác kiến quét sạch tất cả tà trì tà kiến của hết thầy chúng sinh biển cõi trong mười phương chi kiến tà ác không những lầm người mà còn lầm chính mình môn này thụ hoa vương ngộ được cảnh giới môn giải thoát này, vị thụ hoa càn thất bà vương lãnh ngộ được. Phật trong quá khứ vô lượng kiếp, tu tập đại tử hành phương tiện, tất cả thế gian đều yên vui, môn này phổ âm vương chứng được. Phật trong quá khứ vô lượng kiếp, Phật trong vô lượng kiếp về trước cũng thành tâm cung kính nghe Pháp. Một chút tâm cống cao ngã mạn cũng chẳng có, ở trong pháp hội đều giữ quý cụ, không cười nói cầu thả, chuyên tâm nghe giảng, lĩnh hội được nghĩa lý. Tu tập đại từ hành phương tiện, Phật tu tâm đại từ bi, tâm bình đẳng, tâm không người không ta, pháp môn thiện xảo phương tiện. Phật nói Pháp đúng với căn cơ người nghe, cho nên người nghe Pháp càng nghe càng hoan hỷ, do đó hoan hỷ tin thọ, làm lễ mà lui ra. Tất cả thế gian đều yên vui, yên vui cũng là an lạc ví như có người tâm không thoải mái hoặc có việc chẳng may xảy đến, lúc đó có người đến an ủi họ, khuyên họ, họ hiểu được chuyển buồn thành vui, Phật khiến cho tất cả chúng sinh hữu tình thế gian đều được yên vui, làm cho họ chẳng còn yêu sầu, chẳng còn khổ não. Phật vì khiến cho chúng sinh khoái lạc mà không nghỉ ngơi, đó là đại từ đại bi. Môn này phổ âm vương chứng được cảnh giới môn giải thoát này, vị hỷ bộ phổ âm càng thát bà vương minh bạch, hiểu rõ chứng ngộ được. Thân Phật thanh tịnh đều ưa thấy, sinh ra vui thế gian vô tận, giải thoát nhân quả thứ tự thành, mỹ mục minh bạch cảnh giới này. Thân Phật thanh tịnh đều ưa thấy, thân của Phật thanh tịnh không gì sánh bằng, vì Phật trừ hết sạch mọi nhiễm vô, cũng trừ khử sạch tham sân si, chỉ tồn tại giới định huệ, cho nên thân Phật thanh tịnh chúng sinh đều hoan hỷ thấy pháp thần thành tịnh. Thần chúng sinh thì ô trược. Tại sao? Vì chẳng trừ khử tam độc tham sân si, cho nên không thành tịnh. Thân Phật thanh tịnh, do đó chúng sinh không những thích thấy pháp thân của Phật mà còn cung kính cúng dường thân Phật. Phật trong vô lượng kiếp tu hành, còn chúng sinh trong vô lượng kiếp tạo nghiệp. Từ vô thủy kiếp đến hiện tại, vẫn không biết ngừng tạo nghiệp cho nên thân không thanh tịnh thân không thanh tịnh thì chẳng có ai muốn thấy tại sao vì không thanh tịnh có ai muốn thấy người không thanh tịnh chăng sinh ra vui thế gian vô tận đức phật ở tại hữu tình thế gian sinh ra vô tận khoán lạc lúc cuối cùng trong pháp hội giảng kinh nói đều đại hoan hỷ y giáo phụng hành vì đức phật hay sinh ra vô tận an vui trong thế gian giải thoát nhân quả thứ tự thành Giải thoát phải trải qua một đoạn thời gian mới có thể đắc được giải thoát, chứ hết chẳng phải lập tức mà đắc được giải thoát. Thứ tự giải thoát là như vậy. Người chưa trồng căn lành thì khiến cho họ trồng căn lành. Người đã trồng căn lành rồi thì khiến cho tăng trưởng. Người đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục. Người đã thành thục thì khiến cho được giải thoát. Đó là nói phải có nhân giải thoát mới có quả giải thoát. Tóm lại tại nhân địa trồng nhân giải thoát thì đến lúc sẽ kết quả giải thoát, muốn quá trình này sẽ thành tựu từng bước một, chứ chẳng phải hốt nhiên mà thành tựu. Mỹ mục minh bạch cảnh giới này, vị lạc dao động Mỹ mục cản thất bà vương, khéo khai thị cho tất cả chúng sinh, về đạo lý này khiến cho họ minh bạch cảnh giới này mới có thể y pháp tu hành. Chúng sinh mê hoặc thường lưu truyền, ngu si trướng tre rất kiên cố, như Lai vì nói Pháp rộng lớn, sư tử tràng vương diễn xứng được. Chúng sinh mê hoặc thường lưu truyền, mê là không giác, hoặc là không rõ. Mê hoặc, tức là không nhận thức rõ ràng về chính mình, tức cũng là cảm thấy mình có trí huệ, cảm thấy mình giỏi hơn kẻ khác. Đó tức là mê hoặc. Chúng sinh mê hoặc quá sâu nặng, chính mình còn không thừa nhận, không biết rằng mê tức là không giác, có hoặc thì chẳng sáng suốt có mê hoặc rồi thì không rõ lý. Có người đang giảng Phật Pháp mà họ nghĩ là thật chăng? Có Phật chăng? Có Pháp chăng? Khởi lên nghi hoặc cho rằng việc không thể được. Nếu như có người dạy họ Pháp tà thì họ chẳng hoài nghi ngược lại còn cho đó là diệu Pháp, là Pháp diệu không thể tả. Nếu có người dạy họ Pháp thiện thì họ khởi nghi vấn, không tin là Pháp thật, đó tức là mê hoặc. Vì nghiệp chướng ràng buộc lưu truyền trong sáu nẻo luân hồi bị nghiệp truyền càng lưu truyền càng xa càng xa càng mê lưu truyền đi lưu truyền lại lưu truyền đến nơi nào lưu truyền đến trong sự ngu si ngu si trứng tre rất kiên cố sự ngu si trứng tre kiên cố phi thường chẳng cách chi phá được chẳng cách chi tháo mở được che lớp trí huệ khiến cho người biến thành ngu si vì quá ngu si cho nên có người bảo họ học chút trí huệ mà họ cũng chẳng thừa nhận mình có trí huệ Ai ai cũng đều cho rằng mình thông minh, có trí huệ hơn người. Nhưng nếu họ bị mắc trong lưới hoặc bị vây hãm trong hầm, thì chẳng biết thoát thân. Vậy đó là có trí huệ hay là ngu si? Như Lai vì nói pháp rộng lớn, Phật vì loại chúng sinh này nói pháp môn rộng lớn, vì họ mà phá mê hiển tránh, khiến cho họ hết ngu si, mà đắc được trí huệ bát nhã của mình vốn có. Sư tử tràng vương diễn sướng được, vị diệu âm sư tử tràng Càn thất bà vương diễn sướng được pháp môn này diệu sắc thân như lai hiện khắp vô lượng khác biệt đồng chúng sinh đủ thứ phương tiện chiếu thế gian phổ phóng bảo quang thấy như vậy diệu sắc thân như lai hiện khắp như lai là một trong mười danh hiệu của phật không từ đâu đến cũng không đi về đâu cho nên gọi là như lai hoặc là nương đạo như thật đến lai thành chánh giác Hiện khắp là chẳng chỗ nào mà không đến gọi là khắp, chẳng chỗ nào mà không đi gọi là hiện. Trên đến cõi trời, phi phi trường, dưới đến địa ngục, đều có diệu sắc thần của Phật.